Trải nghiệm mang chiếc Bugatti Chiron trị giá 3 triệu đô. 3 triệu đô! Các bạn không nghe nhầm đâu. Siêu xe nên gầm không cao như công nông các bạn nhỉ? Wow, nghe tiếng nổ phê thật. Nhưng hôm nay mình sẽ mang đi abroad để trải nghiệm xem như thế nào nhá. Các bạn cùng xem cái kết nào. Mình giàu mà, lo gì? Hỏng lại có con khác. Test xem liệu em nó có chịu được không. Các bạn thích làm trải nghiệm xe gì? Cùng để lại bình luận phía bên dưới nhé. Con này nghe đồn uống xăng như nước đổ xuống biển.